Trong những lần hai ba hội ngộ với nhau thì thường Nhâm Nhi lại dày ly rượu và ba cũng hát cho ông ngoại đây nghe. Thì ông rất là thích hai câu vọng cổ mà ba của con hay hát. Sau đây ba sẽ gửi đến nhạc. Anh xui thì học